Top mẫu bật lửa Zippo rồng đẹp nhất phần 1. Thị trường hiện nay có hàng ngàn mẫu bật lửa Zippo khắc hình hoa văn vô cùng độc đáo. Trong đó, phải kể đến các phiên bản Zippo rồng đã làm mưa làm gió ngành công nghiệp này. Vậy đâu là top mẫu bật lửa Zippo rồng độc lạ nhất? Cùng Ambe tìm hiểu ngay trong video dưới đây nhé! 1. Zippo rồng cuộn địa vị cao sang. Cả phương Đông và phương Tây, hình ảnh loài rồng đều được biểu thị cho loài linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường. Với hình khắc tinh xảo tới từng chi tiết nhỏ, Zippo rồng cuộn tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ. Một bức tranh oai hùng được khắc họa lên bề mặt Zippo, hình dập nổi và không mài mòn theo thời gian. 2. Bật lửa Zippo rồng khảm trai đẹp độc lạ. Đây là một trong những dòng Zippo cao cấp được săn đón trên thị trường. Không chỉ đơn thuần là bật lửa Zippo mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật. Với họa tiết rồng đầy tinh xảo kết hợp với nền khảm trai nổi bật đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho phiên bản này. 3. Zippo đen bóng khắc rồng. Đây là chiếc Zippo khắc rồng châu Á trên nền màu đen bóng. Bật lửa Zippo phù điêu rồng đã vượt ra khỏi ranh giới của một chiếc hộp quẹt chạm khắc thông thường để trở thành một món đồ phong thủy bỏ túi giúp chủ nhân nhận lấy phượng khí trên khắp mọi quãng đường. 4. Bật lửa Zippo ốp rồng xuất Nhật. Với một đất nước khó tính bởi các chi tiết phong thủy như Nhật Bản, thì sản phẩm nào liên quan tới con vật cao quý như rồng đều yêu cầu người làm có sự am hiểu sâu sắc. Họa tiết rồng nổi tinh tế đã tạo nên điểm nhấn cho cả bật lửa. Nó thu hút người chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên. 5. Zippo rồng vàng sơn tĩnh điện. Với chất liệu ruột chôm, vỏ đồng cốt được sơn tĩnh điện hoa văn rồng độc đáo, bật lửa này đã gây ấn tượng cho các tín đồ của Zippo. Hình ảnh chú rồng mạnh mẽ được kết hợp hai màu sắc vàng đen. Nó vừa toát lên vẻ sang trọng vừa thể hiện khí chất mạnh mẽ. Trên đây là phần 1 video top mẫu bật lửa Zippo rồng độc lạ được săn đón nhiều nhất trên thị trường. Cùng đón chờ phần 2 tới để tìm hiểu thêm các mẫu đẹp khác nhé! Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm chiếc bật lửa phù hợp thì hãy ghé qua shop Ambe. Chúng mình có bán các sản phẩm bật lửa phong thủy chính hãng với giá cả phải chăng nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé!